Thưa quý vị, tập trung vào chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa diễn ra tại Bình Định. Có biểu tại hội nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành và 14 địa phương trong vùng khẩn trương xây dựng chương trình kế hoạch hành động để thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết. Theo đó tập trung hoàn thiện thể chế, quy hoạch vùng và chính sách liên kết vùng, trong đó phải xây dựng vận hành cơ chế điều phối vùng, tổ chức chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, tập trung vào chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy kinh tế du lịch, phát triển kinh tế rừng, phát triển kinh tế nông nghiệp, tập trung vào ba động lực tăng trưởng bao gồm tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu phát triển mạnh hệ thống đô thị, đẩy mạnh đầu tư, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vùng, nhất là giao thông. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần thấm nhuần quan điểm trong chỉ đạo điều hành là phải bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, có tư duy, phương pháp luận, phát huy tính tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, gắn với phát huy lịch sử văn hóa, ý chí của người miền Trung, huy động, tập trung nguồn lực, phát triển có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.